quay mốt đăng. Thành phố Cần Thơ đẹp quá. Đèn. À. Mới đèn sáng là những cái chương trình đẹp. Đèn lên. Wow. Đẹp quá. Ở đây phải 10 phút. Sáng quá ha. À, còn khoảng 15 phút nữa tới điểm diễn, tới trên chỗ sân. Wow, quá hấp dẫn. Thành phố Cần Thơ trang trí đèn đẹp ha. Trang trí rất đẹp. Quay đây. Thành phố Cần Thơ về đêm. Trời, một khung cảnh rất là tuyệt vời. Wow. Chưa thấy ảnh ngồi chưa? Wow, đẹp quá nào. Em kia đẹp lên sao đấy? Hả? Sao đấy? Wow. Đâu, trời ơi. Cảnh quá đẹp. Ở đây luôn hả? Ủa sao nó vừa không đi sao quay? Trời ơi. Cảnh thành phố Cần Thơ về đêm quá tuyệt vời ha. Đúng rồi, về đêm. Bến Ninh Kiều giờ đẹp nữa. Hát xong ra bến Ninh Kiều đi ha. Bến Ninh Kiều trăng. Ngắm cảnh. Trời ơi. Lung linh, lung linh. Lung linh ánh đèn luôn. Không cần... còn gì bằng. Một thành phố mộng mơ. Vì nó nói Cần Thơ đi dễ khó về. Để sao nữa. Đi đến muốn đó ở lòng không muốn về. Anh đi đến đó là lòng không muốn về, muốn ở lại luôn. Khung cảnh quá lý tưởng và cái không gian rất là đẹp. Phơi à, phơi gì? Em về phơi hả? Ở đây có được coffee house. Wow. Wow, cái cổng đẹp trời ơi. Lung linh, lung linh. Lung linh luôn. Nó làm như nước chảy vậy. Lung linh, lung linh. Lung linh, lung linh. Wow, những con đường. Sau bến Ninh Kiều đây. Đoạn đường này cây cối rất là nhiều. Câu bến Thủy Một đi đường này luôn đúng không? Đi đường này. Đẹp quá đi đó. Thôi. Đẹp quá quê hương hôm nay. Lên Cần Thơ.
kẹt xe. Vincom Malaya. Như Sài Gòn đẹp đi nào. Cần Thơ không chịu cố mạnh. Lớn chuyện cố mạnh. Tới Cần Thơ rồi, còn 9 phút nữa. Nói chuyện với nhanh sướng qua nhìn đi. Rồi gần tới điểm rồi, quý vị ơi, bà con ơi. Rồi chào tạm biệt. Chào tạm biệt cả nhà nha, chúc cả nhà một năm mới an khang thịnh vượng nha.